Hỡi chúc cho ông tướng bên tàu kim cơm bây giờ còn hỡi cần thân mạng ba chinh chốt diệt thần lợi đây bây giờ về chốn nơi này để đây chúc cậu lo lường việc đây quan thánh mà bên tàu hồng quy bây giờ một bị diệt có ông vua trở về. Ngày xưa Tàu Tháo mà luôn bị hiếp dày, có ông Trương Triệu, có ông tướng vậy thời Trụ Tử Long, cái vậy thời một bên. Muốn cứu Phật, Kim Mông, dẫn đi xuống cửa Phật cho thằng Kim Quy đó. Biết giặt gì không? Có tôi nói cái giặt của gì đây đi mua hết loạn không? Cái để nói cho nghe, sẵn để rước giùm cho, để rước giùm cho. Bữa nay tao đi nghe, tao nói cho mày nghe. Súng nổ, mày đi bữa nay bị súng nổ, phèn phèn, yeah. Súng nó nổ. Có nè ông lão, ý ông nào ông mày, mày đi lận mày thấy cái chỗ đông súng hơi không? Để thấy súng hơi, súng nổ phèn phèn. Ồ, đúng rồi. Tới nữa hen. Để thấy súng nổ phèn phèn. Cái này biết cửa nào không? Cửa từ bi, cửa triều đình á, áo với mão đó chứ không phải bình thường. Huynh đó là nói ở trong chùa mà, là sư mà. Ai? Huynh mới nói nè. Trong mơ nó vậy thôi chứ thật sự nghĩa là tu con đến triều đình. Ngày xưa hả? Có áo mão thân đai chưa? Chưa, có gặp lấy gì cắt trong chim bao đó chứ chưa nhận được. Bữa nay đi bị súng nổ quá. Đi ăn đám giỗ mà bị súng nổ quá. Mà súng nổ mai không có chết ngồi để mất cơ quá. Mà biết đem súng đâu nổ không? Đem súng nổ trong bụi tre. Sao không đem áo anh mà? Đâu cần. Cái áo thường máng ngoài cửa. Súng mà nổ ở trong bụi tre. Dạ, ông đè qua bảnh đâu hả? Dự lễ giỗ luôn hả ông đè? Tao nghe súng nổ mà nổ trong bụi tre. Phải nổ ngoài đường chết người á. Giờ ông đệ có vô ngồi tiệc không? Không, nãy tao nghe bụi tre không? Yeah. Đem đầu lại bụi tre. Bị giỡn nổ à. Ông mà nếu về cái chỗ đơn thường là nổ à? Nổ. Không có đằng này là nổ à. Nổ là bị gì đó. Hít 300 quan, nổ hôm nay hít 300 quan. Mà 300 quan đó của ai đâu, đúng mấy quân này. Rồi. Nổ phèn phèn hết 300 quan. Gãy tấm vỗ. Hay, nổ phèn phèn hết 300 quan. Mất 300 quan. Nhỏ tay gãy. Tay gãy đây đưa chứ. Mà chị ở Sài Gòn gãy vậy vậy tấm vỗ bà Tám. Nổ phèn 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 hết cả hồn. Sự tấm vỗ bà Tám không chuyện nữa. Ở mày. Thằng này nó nói có ngày có mà. Nó nói là có hương đó. Tướng bên tàu nãy nói ghê lắm, đuổi nó về tàu vậy mà. Của bà Tám chứ mày đâu vỗ bà Tám. Đi qua bên tàu Nhạc Phi theo về đây 19 này phải đi cúng này, cũng nhờ thứ hai nè. Ông vậy mới ghê. Nhạc Phi á. Không phải dư thừa. Cũng đâu hay gì. Ba này mấy ông. Có mà nói gì không đệ khi nói khơi chúng chết luôn tại. Nó bao quan tiền. Đệ gì nói khơi trận. Nó mất bao quan tiền. Nó nói thiệt chứ. Mày biết sao nổ không? Sao vậy ông đệ? Bộ ông đệ nghe luôn mà, hả? Mà nói hồi nãy nổ. Hồi nãy nổ mẹ thiên nhiên sao không biết mày? Yeah. Bảo sanh nó bên nổ bên ấy mẹ thiên nhiên sao không biết mày? Mày chắc dưới đất chui lên quá mày. Không à, cái gì nãy là đâu phải mẹ thiên nhiên. Nói đưa bà Tám lên. Bà Sơn nói bà Tám. Mày cái mày biết mày. Mày biết mày. Mày nếu mà nói bà địa mẫu bà trái đất phải biết mày hả mày? Mày hồi đó mày đem đồ lợn mày dâm dâm cho bà ăn ba lần. Cái đình Vĩnh Phong mày lợn mày dâm đồ cho bà ăn ba lần. Ăn ba lần cái bà đi mất tiền. Bà biến mất tiền cũng được. Cái đình Vĩnh Phong ở chỗ kia kìa, chỗ Châu Phong đó. Bây giờ mấy lần đó đồ. Bà đi được cũng mừng. Cây cấu rồi bông lá, bông hoa đồ nở lên tùm. Lúc trước bà đó thì bà bức banh chành hết trơn. Đó bà đó. Ừ, qua. Gỡ lại bụi bông đây nè mày. Tao không có bức, tao dung trọng rồi chứ tao không có bức. Bà gỡ bụi bông đây nè. Chị bông con sao sung quá đó. Tao gỡ lại tao dung trọng chứ tao không có bức đi. Trồng cây trồng cấu. Cái kỳ này còn nữa mà nghe. Người ta nói con gà nó cất tiếng gái. Con gà nó ghét tiếng gái. Mà con ếch nó ghét cái miệng nó trốn trong hang thôi trốn đi. Không trốn trong hang mình đem ốc chết lỗ miệng mà ốc quá chết lỗ miệng á.
mà kỳ này không dính đâu, dính đâu, dính đâu. Không dính. Biết kỳ này ở cái gì không? Thôi, hả? Để khỏi quay đi, vậy đi. Để cho quay, để quay. Bữa nay biết ốc cái gì không? Cho quay tôi đâu. Hay. Biết ốc cái gì không? Biết bữa nay bị ốc cái gì không? Ốc cái gì vậy ông Điện? Bữa nay tao làm bộ, tao vô, tao coi coi. Coi bà gì, lĩnh bà nào. Ai về đòi chữ đâu. Về đòi chữ ông Điện luôn hả? Để tao khóc đòi chữ đâu. Rước tao về. Dữ vậy không? Thôi. Tao coi coi lĩnh bà luôn nào. Chỉ nghe thôi. Dạ, mày, tao coi coi lĩnh bà nào. Ở là đập kinh này đó. Mày đập kinh nữa. Rồi đập kinh ông tùm lắm đó. Dạ. Ừ. Nãy tao nói thúc. Mày tao nói nãy biết tao nói sao không? Tao nói thiệt lĩnh bà tao kế cho. Mà không phải lĩnh bà người ta cắn kết à. Phàn phàn đi. Ừ. Cái này công việc. Ông tùm lắm. Ông tùm lắm. Nói để nói mấy câu tu hiền, tu nhân, tích đức, quý cô trở về. Diêu trì kim mẫu mẹ ngâm châm. Bây giờ ông tướng bên tàu về đây địa chinh cúng tế một thời kỳ bá. Kẻ no người ấm mà mới vui trong nhà. Bây giờ kẻ đói kẻ khóc kẻ la. Đi rời lợi chốn đó mà có thấy hay chắc. Hai bên nậu ngoại đất đai mà cái viên trạch la làng. Không cúng cho ăn. Bụi tre bụi thổ cũng thời chẳng ăn. Mai mốt ông Địa ơi, ngày mốt là chuẩn bị đi vào bển cúng mấy ông tướng tá nữa, ông Địa đi vào bển coi dòng đường trước nha ông Địa. Cái lo cho cái bụi tre đi. Gán lên nắm cái bụi tre. Đâu là bụi tre. Bây giờ tối ngày trốn bụi tre không? Mà cái bụi tre có nó tróc gốc chết rồi. Mưa hả? Ừ. Bụi tre của ông lịch ngày hay gì ông Điện? Bụi tre này, nãy mày ở bụi tre mày về đây mày. Có tre nào? Tre của dân thế. Chứ không có tre của lịch ngày mày. Tre lịch ngày còn đỡ người mà tre của trần thế mày. Bụi tre của lịch ngày là dắt trâu về. Trâu cột mới được, mà này không có cột trâu mà người cột cũng không được mày. Bữa nay tao bắt được con gì mấy bay biết không? Cái gì vậy ông Điện? Bữa nay tao qua bển tao bắt con gì biết không? Tao bắt cái con gì mà chết sắp dưới nước. Tao bắt về đây nè. Con gì ngộ dưới tầng. Ừ. Chết sắp dưới nước hả? Ừ, nó chết sắp dưới nước, nó phá làng phá xóm. Quỷ. Hả? Bắt phá làng phá xóm. Bắt được chưa không? Tao bắt tao phủi hết. Hả? Làm mà da. Cái con gì mà nó lạnh ngắt đó. Mà da. Con gì hồi xưa lạnh ngắt nhất. Nãy 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 vuốt nãy đó, bắt ra đi. Nãy đó. Không phải cái bà đó đâu. Không phải bà. Ừ. Không cái bà bệnh đó. Bắt cái gì sưng lưng đấy sưng kìa. Cái hai bà tốt á. Mấy bay nghe kỹ coi. Địa giận lắm đó. Biết giận không? Mày. Nói lớn mà sao giờ mà không biết chuyện chi. Không có lo cho ai no ấm được một ngày không? Thằng này vậy chứ mấy năm nay nè, con trâu cũng được no ấm nè. Con trâu, con bò, con vật ở đâu cũng được no. Trời chảo vậy hết trơn. Dưới đất cũng chui lên. Mày biết con gì dưới đất 2.000 năm không? Con trong sấm sét của Phật thầy ta ăn. Ừ. Chui lên đâu? Chui lên luôn hả? Không Điện. Rồi mày biết tới ông mà cái ông mà chữa bệnh cho Đức Quỳnh giáo chủ cũng chui lên khỏi mã nữa. Ừ. Biết ông nào chữa bệnh cho Đức Quỳnh giáo chủ không? Đạo Sơn hả? Ừ, ông ba Nhật thích Nhật Tông. Ông cũng chui lên rồi. Đạo Sơn. Đạo Sơn là cũng huynh đệ của ông Sư Gà Mối đó nghe. Ừ. Ba Nhật á. Thích Nhật Long á, ông Tiên á, cũng ông Tiên nữa. Rồi chui lên hết trơn. Mày cúng tới cái gì mà mấy ông chui lên đằng đâu à? Trâu mà cũng chui đầu lên, mọc thừng lên. Ừ. Mà cái sừng nó, ta lấy cốt lên cho mày biết không? Là mấy thằng tham lam lấy chết trơn. Lấy xương cốt cũng chết trơn. Lấy dời làm gì vậy không Điện? Lấy đem bảo tàng giống đồng bức tượng trơn. Khi lấy gì luyện cái gì không? Không. Đem vô nhà nước giữ. Ừ. Còn cái xương cốt của người ta thôi để em cho ta đi. Lấy mượn để nuôi nít, nít đầu nuôi. Thì ông Địa nghe đợt con xuống con trình sắm xét thì cũng nghe cái ông mà ngay chỗ hai cái mã lấy xương lên là cái xương đó là mài cho nít uống hết bệnh đó. Thì đọc đĩa đó. Ừ, thì hết bệnh nhưng mà kho tàng của An Giang nó nghe lên nó lấy hết trơn luôn, không có bưng đi hết không, xương nào luôn. Không còn đúc. Còn giờ còn chỉ có hai cái lỗ hai bên cái đường lựa lỗ nhựa đường mới mở. Cái đó kêu đường mương tới cốc. Đó tôi trình luôn mà ông kêu tới đó tôi trình, tôi với ông Tám đi kiếm. Ủa đi kiếm nó coi chỉ vòng cuối cùng không được cái tôi nói ông Tám ơi. Hai con trâu này nó lì mà tôi với ông còn lì hơn hai con trâu, nó kiếm cho được luôn mà. Kiếm tới chạng vạng cái gì đó. Ở chỗ tắm xét đó. Đó có ông Địa đi không?
không, ông đi sau lưng sao mình biết? Dạ, ông đi sau lưng để cho ông biết được đó. Xác ông ở nhà. Ừ. Ông điện ông chỉ, tôi mới điện ông, ông cũng ra giờ chỉ cũng không biết đường chỉ đó. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi chỉ đó, tôi điện. Đúng dây Quỳnh Trực. Đúng rồi. Cái cậu này nó biết đi đâu không? Đâu? Chỉ trước cho một kỳ. Đi đâu dùng điện? Biết ở đâu không? Bỏ nè. Biết ở đâu không? Cái này về trong trại ruộng mặn cái lễ cho người ta nè, mà mặn cái lễ họ, khỏe nè, bún xuyên kỳ hương, gốc cửu quyền thất đổ, cửu quyền thất đổ là biết gốc của ai không? Gốc này của ai không? Ông Tây An, ông này là dâu lỡ mà mày thấy dâu lỡ chứ dâu không có phải mà bịch tới gúm đâu, chỉ chứ, này phải vô chổng nè, vô chổng vô một cặp bánh in nè, trà nước nè, cứ bằng trà cái trà nước nè, chứ không phải mình dân cái lễ mà sách xanh, ông Phật không có sách xanh. Bánh này trà nè, nước không ạ, vậy bánh in trà nước hả? Thế chỉ chốt. Đơn giản quá ha ông Điện. Nhà Phật từ bi lắm con. Còn mày cái nhà của mày thôi, tao nói không lẽ tới cái con rung rung luôn cái mày. Chó. Con đó là lớn lắm đó nghe ông Điện. Biết, biết dùng đó không? Mà thôi tao nấu một cái giò con cắn đi. Mượn cái giò con cắn đi. Cái này là biết đi vô trọng, không có biết đi mần cái lễ của người ta nè. Bây giờ nói cái tiếng hết vậy chứ lâu lâu nó cũng lần khừng lẫn cái chứ không phải hết nhất cái bệnh. Lần khừng cái chạy lên bà ta. Lâu lâu. Lâu lâu cái lần khừng lẫn cái. Lần khừng lẫn cái. Như gừng không cũ. Như gừng không cũ. Lâu lâu cái. Lâu lâu cái giật cái. Lâu lâu. Lâu lâu cái giật cái. Biết lễ không? Vậy là mấy chục năm rồi. Vậy đó hả? Mấy chục năm. Mà sao bên không tầm tìm. Mấy chục năm rồi. Biết lễ không? Biết lễ không? Lễ cho mấy ông mấy bà chú bác trà nước. Cái lễ cái này lễ không có cái con cắn. Lễ nhà Phật á. Lễ từ bi á. Lễ nhẹ nhàng. Tôi vậy là nó nhức mỏi tôi vậy là mấy chục năm. Cái này nè con. Anh phải có cái đó rồi. Thì bị hành đó. Cái này biết đâu phải nè, biết đi về đâu không? Vì trong cái cửa của Phật thầy đó á, cái cửa cái chỗ nào mà có cái giếng vuông, lão chỉ cho địa chỉ cho. Em tại ruộng, giếng vuông. Được cái giếng vuông. Cái giếng vuông ở dưới nha. Rồi đi lợi cái giếng mà gần ông Trèo nữa. Gần ông Lâm Trèo cái hầm của ông nữa đó. Có giếng nữa. Cái sơn phải đi giếng không? Giếng này là chưa đi mà cái này biết sao không? Nhỏ lớn giờ không đi đâu. Đó vậy mà đi hết à. Đó vậy là chi là vậy là phải rồi. Nhất mối thân mẹ. Gì phải đi hành qua một cái này tôi phải đi hết của quyền. Hành mới vô. Cái này tôi bận đụng má luôn. Tôi gặp con đụng má luôn. Luôn banh luôn. Bây giờ sẵn này nè. Ngày mốt tôi đi lên đây ông chạy lên đây đi cúng luôn nè, tao đi xe con nè. Bảy chỗ mình có mấy người mà bảy chỗ mình đi có 5 người rồi. Vậy dư rồi. Bữa 19 này là đi xe mấy chỗ. Sẵn ông đi vô đó là trúng chỗ luôn đó. Ông ké luôn đi. Mày một mấy mày không phải mới đây được. Mày học cái nước mày 50 mấy túng. Anh đi mua bánh trái dài trăm mét. Mấy chục năm rồi. Mày trước cái này. Là 60. Thì năm 50 mấy túng cái mày. Mày hồi năm mấy tuổi mày có đau chẳng lớn chẳng muốn phức người luôn không phải hiểu có không nói cho biết để nói thằng Vinh có sao không để nói là có cái đó mà con cái vách nhà của mày muốn là Vinh nhận có hay không nói mày gì là mình mày kiếm cái vách nhà trái của mày có cái cây chỉ cho nghe có cái cây hút mày về đêm á mày ngủ trên giường mày lấy mình lót dưới lưng đừng có nói thấy nó vô đừng nói đâu cái vòng nhà hả bên cái vách trái nhà nó cái cây đó xanh dài tôi chỉ cho nó dài dài gì nè ngay vậy nè mà cái bông ngay. Có đẹp lắm cái cây cây nhỏ màu nhỏ cả cây lúa không nó gì nhỏ dám cái lá bìm bìm không đó, cây đó cây đuôi chuột để lót lưng nằm lót lưng nằm để trong giường lót lưng nằm bên cái vách nhà trái của mẹ hai cây đuôi chuột sinh hậu hoàng thiên hậu thổ hai cây vô lót lưng nằm biết cái này nghiệp gì không ở đó có bắt cái con gì mà có nhớ chứ lương nó rắc người ta biết lương thì cá rồi thiếu gì có nhớ thì con gì cũng nhớ đó là đa dạng cái con không có nhớ mà dài hay là nó tròn hay nó dạ, lương rồi lương trên đời này chỉ có hai loại lương với cá chạch là nó không có nhớ người dữ đâu có con nào nữa đó năm cái cây chuột đó đi cá chạch thì vắng lương dài có hai con đuôi chuột đó cây có cây bà chị bệnh bá bệnh để trong lưng nằm ông chỉ rồi đâu nói gì là chính lúc lưng nằm mà cái này mấy ông nào nhà Phật chứ không phải nhà tướng là phải cẩn cũ á cái nhà này nè Phật hả? Cái cúng ông Tây An khỏe vậy
cơm mấy như này không đúng mấy gì rào đi mày ở những năm này cũng mặn phải bị tấy bỏ gà đúng rồi hôm nay mà nhàn này 30 năm ngày không biết ăn chay mà quên biết làm sao mà hồi đó giờ mà quên ai chay đâu chay hôm nãy lợi cơm chay nghe hơi người chạy mất nghĩa là cũng như chưa có tới cái thực tế có vợ cơm chay không có đi kiếm cho bạn ăn đi vô trong mặn ra vô để mất về, tại cho Huynh được cái cho Huynh nhìn được cái người đó tại sao bốn người gái của Huynh ngồi đó mà chỉ có một người đó mà Huynh nhìn ra đó là mới vậy nó mới gọi là Huynh sẽ có mắt nhìn được à, và cho cái Huynh là có cái như mình nói đi biển thông đó chỉ Huynh tưởng một cái thôi, thôi. Mà mày biết là nãy cho dạ từ hả? Chị sao được luôn á nãy mày biết mình bị gì không bị ốp bụi tre nó mà sao là quay bắt mày bụi tre đó bị ốp bụi tre thầy đã cho nói vậy nó giọng con nhiều đâu ha bây giờ còn nói cha chăm mẹ đầy giang bút bài cho thơ ngày nay nơi chốn âm thiền cung hoàng mẹ mẫu về đây chúc mừng cô quý cậu cái một bài chung vui để đây chúc quốc cái một bài gắn lo tương niệm chờ ngày hội quy bây giờ mẹ ngóng cha trong bú sơn mở hội mà màng ba trở về để đây chúc cho cậu được vững bền triều đình mở hội bước chân chen vào y đây áo mão sẵn dành có nước Nam có ông vua Phật để dành ngày sau bây giờ bốn chữ Hoằng Khai Tây An ông lão mà chạy phu trở về tà lơn vốn thiệt cử đa cậu gắn bước mà quyển ba cái phụng hành ráng coi ông nào chánh hiệu Ngọc Thanh vua thời nước Việt Nam bang hội tề ngày xưa ông lão tiên ông ngày nay trở lại mà dòng sông cũ khúc ra đời thương yêu ông đó ông thương ông yêu còn nhường đất cho ông đó ở nhường đất lại cho cái ông Ngọc Thanh đó đó ông điên á Ngọc Thanh chèo thuyền đó đón trước đó của mẹ đó đón trước con lành về thiên trưởng á gì không ông điên à, trưởng đó ông Ngọc Thanh á lời quyển ba coi chấm lấy chấm bút biết lấy chấm bút vừa coi chấm giả không có đọc giảng đâu vừa coi chấm vừa coi chấm nhưng mà anh đi biết anh nghe thì quyển ba vốn thiệt thực hành bây giờ ở rừng mà làm bạn với cáo cày ngày nay xuống thế cáo cày lìa xa ông nào mà ở rừng dạy cáo cày dạy cho thú vật mà xuống thì dạy ngự xuống thì dạy ngự ở trên rừng thì dạy cho cầm thu ừ, cái này lại là có nước nè lấy đồ vô mông đi đâu nghe lại cái đó nè không phải lại mưa là nước gầm đất cái gì đâu hại gầm đất nước là xả mát mấy cái quyển ba là của ông Cử Đa ừ. Mà quyển sáu là của ông Di Lặc Phật Tổ Thích Ca đồ tốn lại hết tôi hàng quán không phải là tôi ở trong này mà nhưng mà tôi ở ngoài gần cái gần dưới Tiền Giang với sao hả? Tiền Giang, Tiền Giang. À, cái đường đường ông 30 nhà thì thẳng nhà hay lo đó. Vậy hả? Ừ. Rồi bắt đầu là tôi ở ngoài tôi mới cứ tới một chuyện không nổi. À. Mà như nó không hạt với tôi gì đâu, trong mình mấy nó kiếm được. Đến ngày tổ tiên không? Không buồn gì đâu, tôi ở mà tôi nuôi. Vậy vậy nhưng mình nó thanh thản, tình tình nó lại đó, tình thân. Vậy không buồn gì mà tôi ở tôi thấy tôi vui. Mà tôi ở ngoài như ra thì nhà một chuyện nổi. Có nghĩa là rồi giờ đi cái vợ tôi điện kêu về tôi nói không từ từ để tôi làm việc là xong tôi mới về ngon đâu à, tại vì á đang quay đâu lão nó tiếp tại vì Huynh hay cái này Huynh phải đi gì đó phải rồi màn tới rồi phải đi nha Huynh không ở nhà được đâu của quyền không bắt định mà Huynh không đi thì Huynh bệnh đâu mà chừng 2-3 tuần mà tôi không lên 18 rồi mình mẩy tôi nhất vậy đó à. Bây giờ đi chỗ này là hết nhất luôn. Hai căn này Huynh đi về Huynh xả được Huynh nhận được luôn. Huynh hết luôn rồi sao? Ổng mà ổng mở được. Cái này nhận được cái mà tôi lên bả về đó tôi tẻ nó không nhức mỏi nha mà chừng 2-3 tuần tôi không đi lại nhức mỏi lắm. Biết sao không? Hả? Không biết bả về không biết. Để hỏi đẻ đi.
anh ta nói tiên học lễ mà hậu học văn. Mà cái tiên á, ông biết cái tiên ông sao không? Hả? Tiên học lễ hậu học văn. Ông không đi học. mà anh ta nói trước tiên muốn đi diện kiến một ông thầy cũng phải chúc lễ. Mà có chúc lễ đâu. Mà cái nhức mỏi này là cái gì? Nghiệp. Không phải. Là tại vì tại sao mà ở đời sách thánh hiền ta nói tiên học lễ hậu học văn. Mà cái là tất nhiên những cái chuyện người ta muốn cũng như bây giờ đi, mà ông muốn đi du ngoạn ông phải bỏ tiền xuống. Mà bây giờ người chết của nhà ông, tổ tiên nhà ông, người ta muốn đi du ngoạn mà ông không đi du ngoạn cũng như người ta muốn đi vô trong nhà chùa nhà thiền nhà Phật á, nhà thiền nhà chùa nhà Phật á, người ta cúng đế gì trong mà ông không đi lỡ người ta biết gì đâu, người ta cúng đế đúng rồi, phải có nhờ cái xác. Cũng như bây giờ trong, tại vì sao mà ông Tây An là ai mà ông thấy ông Tây An chữa bệnh ông, mà ông Tây An ông ở trong cửa nhà thiền á, chứ ông có ở nhà ngồi nhà ông đâu. Là tất nhiên ở đâu không biết không, chỗ mà có trâu đó chạy ngủ thì ông không ngồi, ông Tây An không ngồi nhà ấy là tất nhiên ông đi không không đó, không có ở chỗ định nói chơi nhà bạn nào anh nói gian anh đi luôn mấy mẹ tiền cứ đi đi mà mấy trăm ngàn mua đồ lên cúng. Mà cái ông này phải biết sao phải không, là không có dính vô cái nạn mà chặt cái giò, không dính vô nạn chặt giò. Có ông này dính chặt giò nè. Giò là cái nạn gì vậy ông Điệt? Là cái gì mà nấu nguyên nguyên á. Giò heo. Giò heo cho ông tướng ta rồi nè. Nấu nguyên nguyên á. Không có cúng đồ mặn. Cúng giò heo cũng thật luôn à. Tao muốn bánh giò không mà. Bánh đâu mà. Thế mừng cho đi. Nếu mà anh đi được á, anh đi được sẵn có xác của mấy mà cúng cho anh luôn. Cái này nè, biết sao không? Nhức mỏi quá không? Cái đó là cơ hội đó, mà không đi nữa. Để tao nói cho. Mày hồi đó mày có một bà cô của mày không biết bà gì nha. Cũng còn ấm lạnh nha. Mà bà này đắt rồi. Đắt đảo rồi. Đúng rồi. Mày nở nồi nữa nè. Nở nồi chạy. Nở nồi chạy rồi. Cái mày mày phải chạy. Biết nở nồi không? Nở nồi mới thân thiện nhà bà Tám. Mà cái nồi này cũng có dân cục nữa đó mày. Dân cục. Nồi này dân cục mà không có mọc đâu. Nồi này không có mọc đâu. Nồi này nó đâu bà. Nồi của bà. Lỡ ông, lỡ bà. Thì cũng giống như xác của ông cái gì, ông thì ông địa bụng thì bự, xác thì không có bụng bự. Địa của Phật gia. Ờ. Cái gì mà không có bụng gà lắm nó nhột. Tôi xuống dưới tôi cũng tôi cúng ông địa chuối tôi gà cái bụng ông gì mà tôi gà tôi nhột cũng chết. Đã địa của Phật gia nắng không giống ai với trần hết trời. Để cái thời lúc này còn ai cúng chuối ngủ cho ông nữa không ông Điệp? Ông Phật gia ông cho ăn ngay ngắn rồi. Nghĩ hả? Ông Phật gia chính không hả? Ông nghĩ cho ăn đồ mũ à? Ông Phật gia nói hồi đó cũng như nói độ người ta mần ăn cái số đề số đuôi đó không độ cái người ta gặp người ta đem cái đế chú bốn, bây giờ mình đâu có độ gì thì độ cho mần ăn cái đó. Cái tích là ngon nghe. Thứ hai anh đi hả? Đi đó. Sáng thì sớm. Anh chạy xe qua đi, để xe anh đi. Chạy xe ra này, không em lên ngủ đi em cũng được. Anh già anh cúng bánh trái trà vài trăm ngàn thôi, xe lần này đi với tụi tôi rồi khỏi lo xe cúng trà lá đó. Anh nếu mà chịu chủ nhật anh ra đây ngủ sáng thì sớm có xác ông địa đó nó ta sẵn ta chỉ cho anh cúng chứ ta chỉ cho anh đi đủ là đủ chỗ luôn sao này nè sao mày có cái tờ giấy họ nè tờ giấy con cấp phòng đó có cái tờ giấy rồi cái gì tờ giấy tâm linh rồi tâm linh chứ chưa giấy thiệt. Không, để tờ giấy tâm linh đi. Nhưng mà sau này dắt trong đi lấy tờ giấy thiệt luôn. Không, để tờ giấy tâm linh không minh lòng. Bà không thấy hả? Đi trên đây, giấy tâm linh. Đi câu đi cáo đi. Ấy à, mẹ nói vậy. Tới giờ là... Rồi, cái mạng này... Có chị biết, Huynh bên đây... Biết, chị đó là biết cái trái à, để tôi nói nha nha. Mày biết cái trái 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 trà lạ không? Biết cái trái trà lạ không? Thầy biết cái trái trà lạ không? Mà nó cái trái trà lạ chín á ăn nó không chắc miệng đâu, mà cái trái trà lạ sống mình lỡ người chấm muối ăn chắc thấy mẹ. Bỏ nhà. Ra điếc luôn. Cái trái đó bên đồng xe đét á. Trái gì trà lạ. Trà lạ.
màu vàng là cái vàng vàng cái bù cao vậy đó. Vậy rồi bây giờ giờ Việt Nam mình trồng mà biết cái người cái trái này chín luôn. Chín hả? Chín mùi rồi đó. Chín mùi rồi đó. Mùi rồi, chín mùi rồi. Mà đều giờ cái đường bây giờ biết luôn biết biết chín gì không? Anh là như chín cái đó. Biết như trái đó chín mùi rồi, bây giờ chờ ngày rụng thôi. Biết biết chín gì không? Chín gì không kìa? Đi vô trong ông Phật thầy Tây An chín rồi tự nhiên ổng hồn biến cho. À, đem lễ đem nghĩa đồ lợi cao rồi một biết ổng mới cho nằm nghỉ ngơi tỉnh thần đó đấy. Việc gì mới biết chứ khi không biết ngắt cho biết thầy không kêu người ta đi biết ngắt cho người ta đi thầy mở cũng như cái tự mình thường ta nói à tiên tại sao nãy giờ trong nói tiên học lễ hậu hồng dân một cái lễ chưa có đời hồng dân châu đọc lễ không đi tình đấy chị đọc đi đi mấy người đậu mặn nó nhiều cho nó nhớ sạch hơn à. Dám cá có gì tao chịu tội cho nó để chịu tội cho nó ủa ông rồi đó giờ cũng chịu tội nữa hả chịu chịu tội dưới trần nè cái này mà nó đi trình lễ bánh nước đồ đồ gì đó người ta bóng mộng nó chạy vung đồ dám mà đó, khỏi cần kêu mê đi nè khỏi cần kêu khỏi ai nói ờ khỏi ai kêu ha tao cho mình dẫn đường nó mấy người ủng hộ nó người ta dẫn đường cho nó mình vẫn không ai được đâu cũng như ta lợi nó mùi đâu rồi đem trình lễ rồi dùng bố cáo cái chỗ nào cái này biết gốc đâu không cái chùa chạy rượu dưới cái núi mày quay một tí á núi dài Nam Giếng á hả ừ đánh cái đâu chưa có điện bậc thầy mà ừ một mùi đánh thầy ngùi nữa thầy là không chỉ chưa biết thầy là không cái núi đó đó cái núi đó đó không phải cái núi có điện bậc thầy á trong bệnh bình cái điện điện đó là linh thiêng lắm đó chỗ núi dài Nam Giếng từ từ nghe từ từ nói chung nghe nè có cái duyên vậy lắm mà được gặp thầy là cái căn mình cũng lớn nè trời chúc cho ông tướng bên tàu kiếm cơm bây giờ còn hỏi cần thần mà ba chiến chốt diệt thần lợi đây bây giờ về chốn nơi này để đây chúc cậu lo lường việc đây hoàn thành mà bên tàu hầu quy bây giờ một mới việc có ông vua trở về ngày xưa tàu tháo mà luôn bị hiếp dày có ông Trương Triệu có ông tướng vậy thời Trụ Tử Long cái vậy thời một bên mỗi người nói mà cái gì cái trắng căn duyên đủ căn mẫu căn duyên được cái mẫu người qua đây gặp cái gì nè đúng không em chịu ơi Tử Long là ngày xưa là giỏi ông quá ông tướng võ tướng võ mà giữ thành ổng có về Việt Nam này chưa ha cái bà bởi mình mà nói cái tiếng cúng hồn nhật phi chứ mừng lớn là vậy đó đủ đầy á tiếng cúng nhật phi chứ không phải vậy là các vị bởi này cũng vậy hết là dám cái điều này chân ha dừng đi từ bên Trung Quốc xây lần vô Nam mà nhất quê di tịch núi Sam sinh ra ngũ dịp khổ kham bao nại kỳ này vị tổ thứ bảy chuyển xây mà ông nào ông tổ ngày nay cởi ngựa về triều ngựa ô mà ngựa bạch của quan ngài ngày nay con ngựa xi măng mà trong ruột vậy thời đồ thiệt ở đâu ở đâu vậy có ai nghe cởi ngựa xi măng không đó xi măng nhưng trong ruột vẫn sống đồ thiệt ở đâu bây giờ quá xích số thiệt á của ông á bây giờ cởi ngựa luồn tuôn mà cởi chạy ngay triều đình cởi ngựa luồn tuôn nếu mà bằng kiếm tiền về cho vợ cho con sống được không? Bây giờ là anh ép thôi chứ đâu phải cái duyên của anh cái đạo của anh đâu có thương lắm được. Cái như là nói gì đó không hiếu ra chứ còn cái này cái này khớp khớp có ngựa về tiêu ngựa bạch biết hồi nào giờ có nghe quan đó vợ con là hồi nào giờ con có nghe ông Mã Thần Tướng không bây giờ là quan tâm à tướng là nào giờ ông Mã Thần Tướng tôi chỉ làm tròn món mặn của tôi thôi hồi nào giờ có nghe cái chức ông Mã Thần Tướng không nói vậy đi hồi nào giờ cô hồi nào giờ mấy mấy cô biết cái chức ông Mã Thần Tướng không có phải về trình quan giữ ngựa cái chức Mã Thần Tướng quan giữ ngựa là ông Tề Thiên gì đó ông Điệu ngày nay cái cốt thiên đình lo toan mới việc cái lễ nghĩa mới cử quyền mở khai bây giờ cậu đó mà về đây bủ sơn chạy ruộng Phật thầy thở xưa bây giờ cái cốt nhà thiền
Thiền Lâm mà ông đạo cái Tây An Phật thầy đó, cái cốt ông bà mình á tu cái gì biết không, theo ông Phật thầy rồi tu theo đạo Thiền Lâm nhà chùa đó là đạo của ông Phật thầy. Đó, cô Quyền nhà này có đi tu trong cái đạo Thiền Lâm của ông Phật thầy áo của mình là mặc áo màu vàng đó. Thiền Lâm Phật thầy ông Địa nói đúng là tu nước y phục cho cái này, cái này bây giờ không có cởi được. Kiếp trước của tôi ăn cơm nguyên một kiếp kiếp này tại sao không làm nữa, nghĩa là không tu theo Thiền Lâm là cái y phục màu vàng là của ông Phật thầy. Ở cái chùa mà cái chùa Tây An núi Sam mình đó là đạo Thiền Lâm. Ừ. Lâm Tế Gia chư thiên khổ tôi ăn chay nguyên một kiếp rồi, kiếp này nó không biết lo cho nó, nên nhất nó mỏi nó chết. Y phục nữa, đúng không? Cái y phục màu rực rỡ gì nè. À, bản áo vậy nè, màu rực rỡ. Rực rỡ luôn á. Rực rỡ. Ông kỹ. Áo dài áo 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 mấy ông sư, áo mấy ông thầy sư, áo màu sặc sỡ. Ông mấy ông thầy sư sặc sỡ. À, dạ màu cái gì? Tôi thấy rõ ràng tôi không phải lùng như giờ đâu. Tướng tốt người. Tốt lắm. Mấy bay tốt người. Giờ là đầu thai lại hơi dở rồi. Chuyển kiếp. Hậu đó biết sao không? Hậu đó nhiều khi mình quên kinh kệ của mình đó mày. Coi mình để dưới đất cho mình khóc. Cái trước tôi người tôi cao cao ráo đẹp lắm. Thấy còn như tôi đẹp hơn bây giờ dữ lắm. Vậy chứ vậy chơi cộng này vậy chơi chơi cái có cái ông mẫu đất mình đã đẹp quá. Mẫu đất mình mẫu cao nha. Kiếp này đầu thai lại hay xấu hơn chứ. Tốt. Tốt. Không 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 không. Có luôn không chị? Biết. Nói đâu vậy? Nó hay không? Biết. Bảy đời nhìn tướng không? Là cũng như là... Cúng cái này cũng như cúng bảy đời luôn. Mận cái lễ bảy đời. Là... Bảy đời nhà tướng không? Hôm nay là tính ra là mũi là không lên đây đâu. Bảy đời. Thật sự, nó lo niệm ba lần á. Mận cái gì mận nhà tướng không? Nhân. Bảy đời nhà tướng không? Nhiều quá ha ông bảy. Bảy đời. Cha nói một câu á. Con một cha như nhà một nóc. Là một giót như nhau, con không phân đạo thấp đạo cao, đạo nào cũng như nấy, tình thương mến thương. Đó, là từ cái chỗ đó mà mình lấy cái tình thương mến thương, cái kiểu nhận hòa mình đến đó để cho nó hòa đồng. Vui, nó là vậy. Chứ không phải, bởi vì cái gì cũng vậy, cha mẹ dạy mình phải nghe. Mẹ cũng nói, cho con thế gian xuống thế gian này để lập công bồi đất. Là chèo thuyền, đủ duyên thì chèo thuyền, bây giờ huynh đệ nào đủ duyên thì là huynh đệ đã chèo thuyền. Còn huynh á thì bây giờ ở sau mũi cũng đi nè, cô đi nhiều lắm á. Cái người ta nói nè. Cô biết cô đâu. Gốc cô đâu, nó dạ một Phật chứ. Nói nhà. Ta nói cô mà cô vô cái cô lại cái ông mà vô dài đó đó, là ông đó phải thầy của cô. Nha, nó mô Phật vậy hả? Cái đó đấy. Cái đầu cái bắt đầu cái bà không có nói thêm câu nữa rồi á, mẹ của cô ở đâu cô biết không? Dạ một Phật không biết, không mà nó biết nó không biết không. Cái bà này cái ổng mới chỉ đúng là mẹ cô là gốc cô là đó, nhưng mà thầy cô là thầy Bủ Sơn Kỳ Hơn mới là đúng thầy của cô nha. Cô vô cô lại cái ông đó đi, bởi vậy là mũi mới đi về nè. Dùng mấy thưa mũi đi rồi, Đình Thế Sơn mũi cũng đi rồi. Mũi đi à? Hôm đó giờ tôi đi kỳ này, kỳ này phá. Kỳ này phá. Kỳ này nước Tây nước ta khỏe. Nước Tây nước ta. Kỳ này nước Tây người nước Tây người nước ta khỏe. Này sao khỏe vậy ông Địa? Ăn uống khỏe vậy hả, là sao hết là khỏe. Người nước Tây người bên nước Tây khỏe mà người nước ta khỏe. Biết đến nước Tây nước nào không? Nước Tây nước nào vậy ông? Nước Úc tới bên. Nước Tây nước ta phải cũng có vậy luôn ha ông. Cái bà có một bụi đây bà đây này chứ đâu. Linh hương thiên của bà đồ còn đây nè. Bà một bụi đi ta nói một bụi ăn chợ mà không phải một bụi ăn chợ, cứ một bụi tiền giận một bụi ăn nói. Bà chị Nga, bà nó có một bụi đời ra nói bụi ăn chợ, bụi là chị Tống Thiền Nga đó. Bụi nào bụi ăn chợ đâu. Nhiều lắm. Các vị tướng mới đó cũng vậy luôn hả ông? Ông Địa hai mũi không muốn vô. Tại vì nó lâu nói là về đi, có hai vợ chồng người đó phải dùm hai lon là sẽ biết ai đâu. Nhưng mà hai lon muốn vô để có hai biết hai lon không biết, ha? Biết gì mô Phật. Nhưng mà biết gì nè. Từ nãy cái hai lon suy nghĩ nói không mà biết để làm gì. Không cần biết. Hai lon cũng không cần biết ai đâu. Mà hai lon cũng không cần biết biết à.
nói chung là có ai nấy đi biết để nói cho nghe hả là đón vô hả nói gì em không đẹp có gì với Huynh cũng ngồi ngoài đây nói chuyện với mình biết đúng vậy. Đúng là ngồi có duyên với Huynh là ngồi từ đầu tới cuối nè. Biết cờ có mắt không có ngừ. Nên là không có được đi ra đầu khỏi chân tao có phục tay vậy chân. Tự nhiên tôi mới vô tôi bước vô. Đúng rồi, Huynh nhìn mỗi chết này. Ngày nay người biết à, biết có mắt mà không có ngừ. Bà, biết có mắt mà không có ngừ. Tại sao có mắt mà không có ngừ không? Mà sao vậy ông Đề? Ông Đề nói mới biết được, không nói sao biết được. Nói dồn ai cũng biết, mà sao không biết cậu này đứng trơ trơ, bắt cậu này khoanh trai rồi. Hay, giờ nói dồn ai cũng biết mà sao bắt cậu này khoanh trai rồi mày. Không mời người ta ngậu thuốc. Đừng muốn ít. Để nói vô nghe, nói dồn ai cũng biết mà sao không mời cậu này ngậu thuốc. Dạ thấy em tùm lum tùm thường. Đủ máu đủ hia đâu dạ, luôn à. Biết bằng áo gì không? Ông rộng tôi đang quăng lúa. Dạ không đẹp. Cái hương anh mày bận áo gồng đó đang quăng. Ừ gồng đó luôn à. Cái mẫu như mấy ông quăng thái tử chưa nghe chưa biết. Mà sao nói dòm ai cũng biết mà sao không biết cậu này mày. Hai nói người dòm ai cũng biết mà sao lỡ gặp cậu này không. Thôi lại mẹ đi. Không biết gì hết. Cậu này cũng lùng thinh mũi cũng nói. Mà hết trơn.